Ủa tại sao cái này nó lại hiện lên đây nè? Chào tất cả mọi người ạ. Hello. Các bạn ơi, các bạn đã thấy cô Hằng chưa? Hello everyone, are you here? Miss Hằng here, and today I'm back at about half past eight because I have just finished some teaching and now I'm going live streaming with you, my dear students. Hôm nay thì cô Hằng vừa mới học vừa mới dạy xong và bây giờ cô Hằng quay lại cái phần livestream để các bạn trên phần thực hành tiếng Anh Pantado. Các bạn thấy cô thì các bạn hãy say hi để cô biết là các bạn đang ở đây nha. Show me that I'm not alone. Okay, so the topic today is quite similar to yesterday's because I also continue talking about the commonly used tenses in English. And yesterday, I remember that we also dealt with about four tenses, right? Four common tenses in English. So today, I hope that we can continue with the rest one. And I can also help you with some sentence structures and also vocabularies and new words. Hello, say hi to me. Ừ, chả hiểu cái này là làm sao mà nó có hiện ra như thế này. Hey, chào các bạn ạ. Say hi, hello. Chào tất cả mọi người có đang ở đấy không ạ? Hãy nói cho cô biết rằng cô Hằng không cô đơn. Come on. Do you see me clearly? Now, how was your day? Have you had dinner? What did you eat for today's dinner? Okay, các bạn ơi, các bạn hôm nay các bạn ăn cái gì ạ? What did you eat for today's dinner? Nào hỏi một chút để chúng ta giao lưu với nhau một tí nha. Chào tất cả mọi người ạ. Rồi, đã có gần hơn 100 người xem rồi. Mọi người hãy say hi với cô đi để cô biết là hãy share phần livestream này về nếu mà các bạn chưa kịp xem nha. If you haven't time to watch it right now immediately, you can share this live streaming video and then you can watch it later with your friends. And don't forget to tag your friends to show that what you are doing and what you are learning together. Hôm nay mà các bạn không kịp xem, các bạn hãy share phần này về và tag người bạn thân của mình vào để cùng học với nhau nha. Chào tất cả mọi người. Hello. Rồi. Chào Nguyễn Trúc Linh, chào Nguyễn Hữu Khương, chào Đạt Dương. Bạn ở trong SVM phải không nhỉ? Đúng rồi đấy, chính xác. Ok, chào Nguyễn Thảo, chào Chu Thị Thùy. I eat rice, em ăn cơm à? Ok, so can you tell me more about the dishes that you have eaten for today's dinner? Ví dụ như hôm nay thì cô Hằng, I haven't had dinner yet, so I feel a little bit hungry. But I think that I am going to eat some kind of the veggies and also braised fish. Hôm nay thì cô Hằng chưa ăn tối vì cô Hằng vừa dậy xong livestream luôn. Thế nên là, nhưng mà cô nghĩ rằng hôm nay cô sẽ có một số món như kiểu là boiled veggies. Chúng ta mới học chủ đề về food với cô Hằng xong đúng không? Thế các bạn cố gắng là practice luôn nhá. Cô Hằng có boiled veggies and also braised fish. Ai mà chưa biết hai món này thì các bạn có thể nghĩ qua là cô đã boiled veggies là rau luộc đúng không? Rau củ luộc. Và cô Hằng có một món nữa là món braised fish. Braised fish là cá kho. Đấy, đây là đặc sản của một vùng đất gần Hà Nội, Hà Nam đúng không ạ? Đúng rồi, cô là thành viên của SVM đây, nhìn cô quen thế à? Một bạn đó là I eat bread. Bread nha các bạn ơi, chào Quang Lê Văn ạ, chào Mai Hoa, chào Thanh Kim Ước, chào Quỳnh Trang, chào Phương Trần, Chu Thị Thùy, hello, chào Vũ Ngọc Thủy. Ok, rồi một bạn lại nói là I eat noodles. Cô ơi, cô có dạy khóa online không? Cô có khóa online nhé. Nếu các bạn nào mà cần tư vấn, các bạn có thể inbox cho cô. Bởi vì hiện tại trên group Pantado cô sẽ không được tư vấn các lớp học ở đây. Ok, SVM là gì cô? SVM là cái group của các bạn. Thực tế là gọi là group thì cũng không phải, mà nó là một nhóm làm phim sinh viên mà cô Hằng hay làm diễn viên không chuyên ở bên đấy. Rồi, ok. Rồi, bạn Hữu Khương nói là I ate beef steak. Ok, so it is quite rich and expensive, right? Beef steak là cái món khá là nhiều chất dinh dưỡng và expensive, là khá đắt, đúng không? Ok. Rồi nào bạn ơi, các bạn ơi, nếu thấy cô các bạn hãy say hi đi rồi cô biết nào. Wow, rất là nhiều đúng không ạ?
Rồi, ok, các bạn ơi, các bạn hãy share video giúp cô nha, để cho mọi người có thể nhìn thấy nha. Now, I wish that you can share this video for me so that everyone can see me and also a lot more viewers can know about Pantano Group. Ok, nhiều người có thể xem được cô này, có thể học được cùng các bạn này. Và thêm một nữa là sẽ có các bạn cùng học với các bạn và join vào group hơn, thì chúng ta thấy group càng ngày càng lớn mạnh. Ồ, tại sao cô lại thấy cái event lock này ở đây đâu nhá? Đứng nào bây giờ? Chả hiểu tại sao lại hiện ra. Ok. Cô nói tiếng Anh như tiếng nước ngoài ấy. Ok, thế nào em nhìn cô quen lắm. Tại sao thế nhỉ? Thôi được rồi, không sao đâu. Rồi các bạn ơi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa? Now, let's get started to the business with some kind of commonly used tenses in English. Now, at first, I'd like to remind you of some revision of knowledge of the yesterday's lesson. Hôm nay thì trước khi mà bắt đầu các thì thông dụng tiếp theo và phần phần 2, part 2, thì cô Hoàng sẽ lại nhắc lại các thì thông dụng tiếng Anh nhé. Như chúng ta biết là trong tiếng Anh chúng ta có 12 thì. Được chưa? Nếu muốn biết có 12 thì như thế nào thì các bạn nhớ chúng ta có 3 mốc thời gian. Được chưa? Là quá khứ này, hiện tại này và tương lai này. Đúng không? Đây là 3 mốc thôi các bạn ơi. Đừng bao giờ mistaken, đừng bao giờ mistake nó về cái việc là các bạn sử dụng cứ là thì quá khứ, thì hiện tại và thì tương lai nhá. Chúng ta không hề có thì quá khứ đâu, chúng ta chỉ có mốc thời gian quá khứ, mốc thời gian hiện tại và mốc thời gian tương lai thôi, được chưa ạ? Và tiếp tục này, khi mà các bạn sử dụng phần tiếp theo chúng ta sẽ có các thì này, các thì trong tiếng Anh. Ok, các thì tiếng Anh đó là bốn thì cơ bản. Một là đơn, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn. Đấy ạ, cái phần này là cái phần mà cô giúp các bạn remind lại cái ý hôm qua nhá. Được chưa? Vậy ba mốc thời gian liên quan với bốn thì, vậy cứ bây giờ chúng ta cứ nhân ra thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có quá khứ trước này. Quá khứ bây giờ bắt đầu chia này, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn, được chưa? Hiện tại tiếp tục, hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vậy chúng ta các bạn thấy đây, tổng thể có 3 mốc thời gian nhân với 4 thì chúng ta có tổng là 12 thì chính, được chưa? Và một số bạn nói là cái thì tương lai gần, the near future is also the official tense in English. Ok, I agree with that. Một số bạn thì còn nói cô là cô ơi, thế cái thì tương lai gần ý, thì chúng ta có sử dụng cái này không? Được chưa? Thế nên là thì có thể thể là thành một thì không thì cô đồng ý, không có vấn đề gì cả. Các bạn coi nó là một thì chính cũng được, mà coi nó là một thì phụ cũng được. Tuy nhiên là nó hay dùng là được, được chưa? Ok chưa? Vậy trong tiếng Anh chúng ta mặc dù có 12 thì, nhưng các bạn phải hiểu là commonly used tenses là các thì hay sử dụng ạ. Chúng ta lại không sử dụng cả 12 thì này các bạn nhớ. Remember that we never use the whole 12 tenses for commonly used tenses. Các bạn nhớ nhé. In the daily conversation, we just use to 4 to 6. We only use from 4 to 6 tenses. Các bạn nhớ cho cô như vậy ạ. Trong thực tế, chúng ta chỉ sử dụng từ 4 cho đến 6 thì thôi, chứ không phải là dùng cả 12 thì đâu ạ. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Vậy khi các bạn sử dụng cái phần này ạ, các bạn nhớ cho Hoàng nhá. Commonly used tenses thường chỉ có 4 đến 6 thì thôi ạ. Từ 4 đến 6 thì. Gọi là 6 thì đi ạ. Được chưa? Cho nó nhiều nhiều một chút xíu. Ok, rồi nhá. Vậy cô nhắc lại một lần nữa này. Trong tiếng Anh ạ, chúng ta có 12 thì, nhưng thông dụng in daily conversation and in English in use, we often only use only 6 tenses. Understand? Ok, rồi có một bạn hỏi cô là cô ơi đang học học lại bài phụ của cô để chờ, mà hôm nay cô livestream sớm quá, hôm nay cô livestream 8:30 để tặng nữa cô sẽ có một ca nữa, nên là các bạn cùng xem với cô luôn nhé. Ngoài ra nếu mà các bạn mà thấy mình thấy nếu nếu mà thấy mình không kịp xem cái phần này mà sớm quá, các bạn có thể share về nhé, hãy share về để xem sau nào. Được chưa ạ? Rồi nha, cô nhắc lại một lần nữa này. Chúng ta có 6 thì, vậy bây giờ hôm trước cô Hằng đã nói các thì như sau này, các bạn nhớ cho cô này. Thì đầu tiên là thì hiện tại đơn, hay còn gọi là present simple. Hiện tại đơn nó diễn tả một điều, đó là điều hiển nhiên, và một điều nữa đó là thói quen, đúng không ạ? Ví dụ như hàng ngày này chúng ta thấy mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây, nếu mà chúng ta nhỏ một giọt dầu xuống nước thì giọt dầu sẽ nổi lên, là những điều hiển nhiên. Còn thói quen là cái việc chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần này thành thói quen, và một số điều nữa, ví dụ như là về lịch trình tàu xe này đấy, rồi thì cái lịch làm việc. Được chưa mọi người ơi? Xong nhá, cái này thì cô đã nói rồi nhá. Hai này, hiện tại tiếp diễn ạ. Được chưa? Ok. Đến đây đã. Nào bây giờ có hai thì này, so sánh giữa hai thì này. Thì cô Hằng khẳng định luôn là thì hiện tại đơn gọi là present simple is not the commonly used tense in English.
cái hiện tại đơn nó không phải là thì hay dùng. Đấy, cái này cô phải nhắc lại cho các bạn là không phải hay dùng. Vì lý do nó chỉ xảy ra trong hai trường hợp đúng không ạ? Rất nhiều bạn, đặc biệt là một số bạn mà học tiếng Anh lâu năm, mà các bạn sẽ thấy là suốt ngày cô giáo lấy ví dụ cho các bạn về hiện tại đơn rất là nhiều. He goes to school, she eats the chocolate cake. Đấy, ví dụ như thế. Thì cái việc các bạn sử dụng hiện tại đơn là rất nhiều, nhưng đây là thì không hay dùng các bạn ạ. Mà chúng ta hay sử dụng một thì, đó là thì hiện tại tiếp diễn. Vì lý do đây là diễn tả điều xảy ra tại ngay thời điểm nói. Được chưa ạ? Ví dụ chúng ta đang học tiếng Anh, chúng ta sẽ nói như thế nào đây các bạn ơi? Hiện tại tôi đang học về các thì trong tiếng Anh. Nào, cô rất mong các bạn có thể comment câu này giúp cô nào. Đây là thì cô sẽ đánh dấu bằng mực vàng nhá. Đây là thì hay dùng ạ. Hiện tại tôi đang học về các thì trong tiếng Anh ạ, mời các bạn ạ. Nào, cùng giúp cô nào. Ok. Nào, các bạn hỏi cô là cô live vào những buổi nào vậy? Cô sẽ cố gắng live hàng ngày từ 9 giờ trở ra nhé, từ 8 rưỡi đến 9 giờ trở ra. Rồi. Nào, hiện tại tiếp diễn như sau này, cô gồm câu như sau ạ. Hiện tại tôi đang học về các thì trong tiếng Anh ạ. Ok, so what can we learn and what can we say in English when we want to say this word and try to translate it? Ok. Nào, vậy có Báo Lê này, bạn này là bạn luôn luôn rất là nhanh trong các phần livestream của cô đúng không ạ? Báo Lê có luôn này. I'm currently learning about the phrasal verbs in English. No, các thì tiếng Anh chúng ta không sử dụng phrasal verbs. Phrasal verbs mang nghĩa là danh động từ ghép, nó là động từ ghép. Báo Lê ơi, viết lại đi, gần được rồi. Gần được rồi nhưng hơi sai chắc con một tí. Now I'm learning a tenses in English. Thái Thị Hồng Lê gần được rồi em ơi. Em mà muốn sử dụng thì chúng ta không sử dụng tenses số nhiều nha em nhé. Chỉnh lại đi nào. Anh Nguyễn này, I'm learning tenses in English. Ok, tạm được. Phan Thị Thu Thảo, I'm currently studying English tenses. Very good. Ok. Vậy các bạn thấy là cô Hoàng thấy là ngày hôm qua ấy, khi mà cô livestream các bạn áp dụng luôn từ này đúng không ạ? Currently, hiện tại. Hiện tại đang làm gì đấy? Ok, bằng với từ nào? I'm studying about thì tiếng Anh now. Ôi Trương Quốc ơi, dịch ở Google à. Phan Thị Thu Thảo này, I'm currently studying English tenses. Very good. Kim Chi, nice. At present, I'm studying. Bách Nhật Thu ơi, nếu mà sử dụng at present là rất hay rồi đấy. Nhưng mà mình sẽ không sử dụng I am study vì lý do đây là câu thừa động từ. Như cô đã nói rồi, chúng ta không dùng to be với động từ thường nhá. Nhớ cho cô là như vậy, không dùng to be với động từ thường. Remember that. Don't use to be with another verb, okay? Không đi to be với động từ thường đâu. Nào, tiếp tục ạ, mình có một câu nữa này. I'm watching your live streaming. Ok, tiếp tục, I'm learning tenses in English. Very good, Mỹ Phương, được rồi em ơi. Rồi nhá. Now, very nice. Now, come on. This is very easy, right? At present, I am learning about, hoặc là learning cái gì luôn, đúng không ạ? English tenses cũng được này. Hoặc tenses in English cũng được. Các bạn sử dụng about cũng được, không có vấn đề gì ở đây cả. Hoặc cứ sử dụng I am currently learning English tenses. English viết hoa. English tenses. Được chưa? Now, so at present, I am learning English tenses or I'm currently learning English tenses. Được chưa mọi người? Các bạn có thấy có khó khăn gì với các bạn ở đây không ạ? Có khó khăn gì không? Rồi, very nice. Ok. Rồi, at present, I am learning English tenses or I am currently learning English tenses. Được chưa? Hai câu này không có gì khó để cô lại copy về đây cho các bạn dễ nhìn hơn nhá. Được rồi đấy ạ. Xong chưa ạ? Cùng đọc với cô một chút nhá. Nào, cùng đọc với cô một chút nào. At present, I am learning English tenses. I'm currently learning English tenses. Được chưa? Rồi, xong nhá. Các bạn đã cùng đọc với cô một lần nữa. One more time to make it so perfect in your pronunciation. Now, the first one, I will do it as an example for you. Now, at present, I am learning English tenses and I'm currently learning English tenses. Được chưa? Ok chưa? Xong nhá. Nào, bây giờ phần thi tiếp theo này cô đã nói rồi. Hiện tại tiếp diễn là một thì commonly used, được sử dụng rất nhiều. Thì thứ hai sẽ là hiện tại hoàn thành vì lý do như sau. Đây là một thì thể hiện điều gì ạ? Cứ cái nào bôi vàng là được sử dụng nhiều nhá. Hiện tại hoàn thành diễn tả sự việc đã xảy ra.
xảy ra nhưng còn kéo dài, đúng không ạ? Nhưng còn kéo dài đến hiện tại. Nhưng còn kéo dài đến hiện tại. Hoặc kết thúc rồi nhưng kết quả còn ở hiện tại. Đấy, cái này cô để cho các bạn có thể hoàn toàn lĩnh hội một chút đã. Được chưa? Để các bạn quen cái phần này đã, cô nhắc lại lần nữa nhé. Hiện tại thành diễn tả hai cái này. Một, việc đã xảy ra rồi nhưng còn kéo dài đến hiện tại. Một ví dụ đơn giản là chúng ta vẫn học tiếng Anh đến bây giờ khoảng tầm 6 năm rồi, 10 năm rồi. Đấy, ví dụ như thế đúng không? Cô hay chị học sinh của mình là học tiếng Anh đến 10 năm rồi vẫn dốt, đấy kiểu như vậy. Còn nếu như kết thúc rồi, có nó kết thúc rồi nhưng kết còn còn ở hiện tại, chúng ta cũng dùng thì này. Đấy chưa? Ok chưa? Đấy chưa mọi người ơi? Xong chưa? Come on. Rồi nào, bây giờ nhá. Chúng ta vào tiếp theo nào. Một ạ. Hiện tại hoàn thành diễn tả sự việc đã xảy ra và công thức của nó như sau: chủ ngữ cộng với lại have hoặc là has, sau đó cộng với lại P2. Vì lý do như sau này, công thức này nó thể hiện điều đó chúng ta chia làm hai loại động từ. Động từ đầu tiên chia ở dạng số nhiều và động từ thứ hai chia ở dạng số ít, đấy chưa? Ok chưa mọi người? Rồi nhá, vậy bây giờ chúng ta tiếp tục này. Với cái phần này nào, listen to me because I'm going to continue to distinguish between singular noun and plural nouns. Singular mà nghĩa là danh từ số ít, chúng ta đi với have. Chủ ngữ số ít ạ, thì đi với lại has. Còn chủ ngữ số nhiều ạ, thì chúng ta sử dụng với lại has thành verb. Đấy, được chưa ạ? Vậy bây giờ cô lấy ví dụ, hai ví dụ cho các bạn nhá. Các bạn học sinh thường, các bạn học sinh này, vừa nộp bài cho cô giáo. Đấy, đây là ví dụ đầu tiên. Nộp bài cho cô giáo nhé. Đây là một từ rất là hay nha các bạn ơi. Đấy, ok. Đấy, ví dụ như bạn An Nguyễn làm được luôn. Ví dụ luôn này. Một, An Nguyễn nói là I have a watch Miss Hằng live stream for 10 minutes. Very good. Nào, nhưng bây giờ cô muốn các bạn sử dụng từ này với một từ là vừa. Các bạn biết từ vừa là gì không ạ? Come on. Cái này cô highlight bằng bút mực xanh nhé, cho dễ nhìn nhé. Được chưa? Rồi, ok, có hai từ này. P2 các bạn nhớ cho cô, đây là past participle. Past participle là một từ đứng ở cột số 3 trong bảng của từ bất quy tắc, đúng không ạ? Irregular verbs, cô lấy ví dụ như là go, when thì thành gone đấy, được chưa? Các bạn học sinh vừa nộp bài cho cô giáo, các bạn sẽ làm như thế nào với câu này ạ? Đây là một câu rất hay với động từ nộp. Được chưa? Nộp. Các bạn học sinh vừa nộp bài cho cô giáo. Các bạn học sinh vừa nộp bài cho cô giáo. Các bạn học sinh vừa nộp bài cho cô giáo nào, come on, cô đang đọc comment của bạn đây. Nào, một, comment đầu tiên nào. Very nice, rồi. Nào, một bạn nói như sau này. The student have just submitted the paper to their teacher, very nice. Các bạn có thể dùng động từ đầu tiên là động từ submitted. Very good. Rồi, đây nào, bây giờ cô gợi ý một chút nhá. Vừa chúng ta sử dụng từ này, just. Từ đầu tiên cô Hoàng sử dụng đó là từ just. Tiếp tục từ số 2, chúng ta sẽ sử dụng đó từ just là vừa mới này. Vừa mới. Và chúng ta sử dụng động từ nộp bài là động từ submit. Very good. Hoặc handed, mà nghĩa là nộp. Đấy, đây là từ mới các bạn. Cô hy vọng là các bạn sẽ nhớ được cái phần này nhá, vì lý do là nó khá là quan trọng. Submit or handed. Và các bạn nhớ cho chúng ta là khi chúng ta làm cái phần này P2, các bạn phải biến đổi như thế nào để có ED ở cuối từ. Đấy, được chưa? Vậy Bích Thảo Lê này, student just hand in their test for their paper. Không đúng rồi em ơi, vừa nộp bài chúng ta sử dụng hiện tại hoàn thành nhá. Cao Thị Xuân Tình này, very good. Được rồi em ơi, nhưng mà ở đây sử dụng hôm quốc cũng được. Nhưng em phải nhớ là thiếu Cao Thị Xuân Tình, thiếu động từ P2 em ơi. Bé Anna, have just submitted the homework for teacher, very nice. Nguyễn Hữu Khương, students have just submitted homework to the teacher. Đồng ý ạ, nộp bài được rồi. Được chưa? Bài có thể sử dụng là paper, bài này, homework cũng được. Exercise cũng được, không có vấn đề gì cả.
Exercise là bài tập, hoặc là các bạn sử dụng từ paper, bài, nói chung nhá. Rồi, Quỳnh Trang, the students have just submitted. Submitted, Quỳnh Trang bị sai chính tả. For a teacher. Submitted cái gì nhá? Bác Nhật Thu, the students have just admit. Admit là không đúng, admit là chấp nhận. Còn đây mình muốn nộp là mình dùng động từ submit. Hoàng Thị Mùi, given. Given là cho, nghe không hợp lý lắm em ạ. Hoàng Thị Phương Ly, the student have just submitted to the teacher. Bách Nhật Thu admit rồi nhé. Xuân Trường Đặng này, have just submitted their homework to the teacher. Rồi tạm được ạ. Rồi, very nice. Cô thấy là các bạn đạt được tầm 70% rồi. Hầu hết là đến 7 trên 10 người là làm đúng ạ. Vậy chúng ta làm như sau nhá. Ok. Vừa nộp bài cho cô giáo ạ. Tức là bây giờ nhá, có một số bạn hỏi cô là cô ơi, bạn Anh Dũng hỏi cô như sau là cái này vừa kết thúc tại thời điểm nói mà, có thể dùng quá khứ đơn chứ nhỉ? Em không hiểu, cô giải thích với cô. Cô giải thích với. Thì bây giờ chúng ta sẽ có hai trường hợp cho các bạn nhé. Cô Hoàng vừa nói xong này. Đấy. Hiện tại hoàn thành diễn tập sự việc vừa đã xảy ra rồi còn kéo dài đến hiện tại, hoặc kết thúc rồi nhưng kết quả còn ở hiện tại. Ví dụ các bạn học sinh vừa nộp bài, các bạn vừa mới ra thôi, tức là việc vừa xảy ra cũng giống như cô giáo vừa mới được mẹ mua cho cái áo mới chẳng hạn. Thì cái việc này rõ ràng là mẹ đã mua cho mình rồi nhưng mình vừa nhận được. Đây là một điều còn mới với mình mà mình chưa tính là nó đã kết thúc trong tương lai, trong quá khứ, được chưa? Thì các bạn vẫn sử dụng hiện tại hoàn thành, thể hiện tính tươi mới ở đây. Các bạn nhớ cho cô Hoàng như vậy nhá. Hiện tại hoàn thành có nghĩa là gì ạ? Khi mà chúng ta đã để nó trôi vào quên lãng rồi, kết thúc rồi, chúng ta sử dụng quá khứ đơn. Được chưa? Nhưng mà nếu mà việc đã xảy ra rồi nhưng nó vừa mới xảy ra thôi, các bạn lại còn nóng hổi. Các bạn vừa mới nộp bài cho cô vừa mới mua một cái áo mới, thì những cái việc này nó vừa mới thôi. Nên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng với một từ, đó từ just, thể hiện tính mới của nó, đúng không ạ? Và vẫn sử dụng present perfect thì hiện tại hoàn thành. Cô sẽ nói như sau. Ok chị em ơi, em Anh Dũng đã hiểu phần này chưa? Nếu các bạn cần câu hỏi gì các bạn cứ comment ra, cô sẽ trả lời hết. Được chưa ạ? Rồi, vậy câu này đáp án của nó sẽ như sau các bạn này. The students. Được chưa? The students have just submitted the paper. Paper cũng được này. Homework cũng được này. Được chưa? Paper. Không có there thì thôi ạ. Không vấn đề đâu ạ. Their paper. Homework. Được chưa? Or exercise. To the teacher. Nếu không có sử dụng the teacher, dùng their teacher cho giáo viên của họ cũng được. The student have just submitted paper or homework to the teacher. Lại lần nữa nhé. The student have just submitted paper or homework to the teacher. Được chưa? Ok chưa mọi người? Rồi, rất là nhiều người làm đúng rồi đấy ạ. Rất tốt. Được chưa? Nào, sử dụng cụm từ just đứng thể đứng giữa nhé. Ai mà không thấy nó đứng giữa là sai nhé. Đừng có just have mà phải dùng là have just. The student là các bạn học sinh cô dùng số nhiều. Được chưa? Được chưa mọi người ơi? Come on. Nhớ nhá. Nếu như việc đấy mà nó xảy ra còn nóng hổi và chúng ta không coi nó là một việc đã lãng quên trong quá khứ, các bạn sử dụng hiện tại hoàn thành cho cô. Còn việc mà đã kết thúc rồi, mọi thứ đã xảy ra rồi, chúng ta mới dùng quá khứ đơn. Ok, rồi anh Dũng đã hiểu rồi đấy. Nào, rất tốt ạ. The students have just submitted the homework to the teacher. Được chưa? Homework cũng được, hoặc the homework cũng được. Nếu các bạn muốn sử dụng the homework, chúng ta đã biết cái đấy là cái gì rồi, không dùng homework bình thường. Ok chưa? Nào, tiếp tục ạ. Câu tiếp theo. Nào, bây giờ có một cái từ đã từ hand in. Nhiều người bảo cô thế, bây giờ làm hand in như thế nào thì cô nói qua nhá. Hand in là một từ được coi là nộp, nghĩa của nó vẫn là nộp thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây là khi các bạn sử dụng hand in thì các bạn phải chia hẳn hoi, không lại nhầm này. The students have just handed in the paper or homework. Có the cũng được, không có the cũng được, không có vấn đề gì cả, đúng không ạ? To their teachers. Ok chưa? Cô ơi, hôm nào cô dạy về to infinitive gerund và bị động được không? Ok, cô đồng ý luôn. Buổi sau nhé. Nào, và nhắc lại một lần nữa, chúng ta vẫn sử dụng just ở giữa, nhưng lúc này các bạn nhớ cho mình là handed in chứ không hand in the. Nhiều người hand in lại thêm ed và chữ in là sai. Từ này là handed in. Từ này là hơi đặc biệt nhé các bạn nhé. Nào, cùng đọc với cô nào. Chúng ta bắt đầu. The students have just handed in their paper or their homework. Được chưa? The students have just handed in their paper or their homework. Được chưa ạ? Xong chưa mọi người? Chắc là không khó với các bạn đâu đúng không ạ? Handed in. Xong nhá. Ok, được chưa mọi người? Rồi nào, xong nhá. Xong rồi tiếp tục với cô nào. Phần tiếp theo chúng ta sẽ có phần như sau ạ. Phần này là phần liên quan đến thì tiếp theo. Nào, vậy chúng ta vừa tổng hợp là chúng ta đã có hiện tại đơn này. Hiện tại đơn là cái thì không ít ít khi dùng này, cô đã nốt đấy rồi các bạn rồi nhá. Hiện tại tiếp diễn là một thì hay dùng này, hiện tại hoàn thành là một thì hay dùng, và bây giờ tiếp tục là thì gì? Đó là thì quá khứ đơn. Đây là một thì diễn tả điều gì các bạn ơi? Quá khứ đơn diễn tả điều gì nào, mời các bạn cùng giúp cô nào. Quá khứ đơn diễn tả điều gì ạ? Come
Come on, quá khứ đơn diễn tả điều gì nào? When do we use the past simple? When do we use the past simple? Cô ơi, em mất gốc hoàn toàn, muốn học thì sao cô? Nếu mà em ở Hà Nội, các em có thể tham gia lớp mất gốc của cô. Hiện tại ở Hà Nội thì cô có hai lớp ở Nguyễn Khang và Tạ Quang Biểu. Đấy. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể inbox cho cô nhé. Ok, nào quá khứ đơn diễn tả điều gì? Đấy, nào bây giờ các bạn trả lời luôn rồi này. Huy Thành diễn tả việc đã xảy ra và kết thúc rồi trong quá khứ. Very good, because I have just told you about that, right? I've just told you about that. I also say that a thing that happened and finished in the past, we use the past simple. Rồi, rất tốt ạ. Diễn tả việc đã xảy ra và kết thúc. Và đây chính xác là thì chúng ta đã học hôm qua rồi đúng không ạ? Đây là một thì gọi là commonly used tense, là một thì có thể hoàn toàn sử dụng được cái phần này, rất dễ. Được chưa? Diễn tả việc đã xảy ra và kết thúc rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào đây nhá? Something that finished in the past and we don't have anything involvement of it until the present. Chúng ta không còn cái gì liên quan của cái thì đấy nữa. Và hiện tại nữa chúng ta sử dụng quá khứ đơn. Và công thức của nó các bạn ghi nhớ là công thức chia làm đôi nhá. Công thức luôn có hai, vì có hai loại động từ. Một là động từ to be, cô Hằng chia là where's for were. Và động từ tiếp theo được gọi là, sau đó nhớ phải gọi tính từ danh từ nha, cái này nhắc hôm qua rồi này. Còn động từ bình thường chúng ta sẽ chia theo verb ở ED hoặc verb ở cột số 2 các bạn nhá. Verb cột 2. Ok, để cho mọi người. Thế đã rõ ràng với các bạn chưa ạ? Nào, vậy bây giờ chúng ta cùng lấy ví dụ của cô luôn nhá. Anh ấy bị ốm đi, nên không thể đến trường ngày hôm qua. Anh ấy bị ốm nên không thể đến trường vào ngày hôm qua. Câu này rất dễ ạ. Các bạn hãy làm nhanh giúp cô nhá. Now, come on, make it so quick because this one is very easy for you. Anh ấy bị ốm nên không thể đến trường ngày hôm qua. Các bạn ơi, cô nhắc lại một lần nữa là các bạn khi mà các bạn xem livestream, các bạn share ra nhá. Để cho những người khác có thể nhìn thấy bài của cô, cũng như là những người khác có thể biết đến group học tiếng Anh này. Vì các bạn biết là group Patado có rất nhiều thành viên rồi đúng không ạ? Mà muốn lan tỏa nhiều hơn đến 1 triệu người học, nên là các bạn cố gắng share clip giúp cô nhá. Ok chưa? Rồi nào. So I have the sentence for you. Anh ấy bị ốm nên không thể đến trường ngày hôm qua. Anh ấy bị ốm nên không thể đến trường ngày hôm qua. Rồi, nào, cô đang đọc comment của các bạn đây ạ. Rồi, nào, bắt đầu ạ. Nguyễn Thị Hà Phương nói như sau này. He was so sick. He was so sick. He was so sick. He was ill, so he couldn't go to school yesterday. Okay, very nice. Bích Thảo Lê. He was sick, so he couldn't go to school yesterday. Very nice. Trương Tuệ Nhi. He was ill, so he couldn't go to school. Anh Nguyễn. Ok, cô dạy thế này mai mốt ai cũng giỏi rồi, lại ai học nữa ạ. À? Ok, nếu mà các bạn giỏi hết thì là đấy là điều cô thấy rất đáng mừng đấy ạ. Thấy chưa? Marcos Rus, he was sick. À, bạn Marcos sử dụng từ sick thêm ed là không đúng nhá. Vì tính thực ra cái từ sick của chúng ta đã là tính từ rồi. It is already an adjective, so you just keep it the same. Các bạn chỉ cần giữ nguyên nó thôi. Ok, now, he was sick, so he can't when. Câu này sai rồi em ơi, can't không dùng được when. Và cái này là quá khứ nhá, đang dùng quá khứ đơn. Rồi. Michael Live về cách chia dạng từ đúng đi cô. Ok các bạn. Mai cô đang sử định là vì hôm qua thì có nhiều người comment là học thêm về phần phát âm vì lý do là nhiều bạn phát âm kém, và một số bạn nói là cô phát âm khá chuẩn nên là đang muốn là cô dạy về phần phát âm. Được rồi, ok, cô sẽ cân bằng những cái đấy nhá. Rồi, he was sick so he can't when go to school này, câu này Thảo Nguyên sai tiếp tục giống ở trên rồi. Michael, phần Hoàng Phương Ly này, sick tiếp tục không đúng ạ. Các bạn nhớ nhá, khi mà ốm chúng ta sử dụng từ be sick bình thường thôi ạ, bị ốm. Không dùng sick ED nhé, không có ED ở đây đâu ạ. Quỳnh Trang, ok, very nice. He was sick, nửa đầu Quỳnh Trang đúng, nhưng mà sau cái cụm đấy em dùng là can go thì lại không đúng rồi, vì can't nó đang ở hiện tại. He was sick, rồi, Linh bị sai rồi. Ok, rồi nào, về phần này cô thấy rất nhiều người làm sai đúng không ạ? Bắt đầu lại nhá. Anh ấy bị ốm nên không thể đến trường ngày hôm qua, chúng ta sẽ nói như sau. He was sick, so he couldn't go to school yesterday. Now remember, can ở hiện tại. Còn could là quá khứ.
Các bạn nhớ cho cô điều này nhá, vì rất nhiều người nhầm này. Chúng ta sẽ không sử dụng cụm từ này là he can't go to school, bởi vì chúng ta đang sử dụng nó ở yesterday mà mốc thời gian rất rõ ràng ở đây rồi. Vậy các bạn sử dụng là he was sick, so he couldn't go to school yesterday. He was sick, so he couldn't go to school yesterday. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi, he was sick, so he couldn't go to school yesterday. Nào, rất nhiều người đọc từ này là sai nhé. Ill cũng được. Nào, ai mà không dùng sick thì dùng ill. Be ill cũng đều bị ốm. Đấy chưa ạ? Be ill. Đấy chưa ạ? Rồi, được rồi nè. Tuy nhiên là các bạn nhớ cho cô Hằng này, khi mà các bạn muốn sử dụng từ school này này, rất nhiều người đọc sai nhá. Ai chưa nói được từ này thì có thể để ý được một chút này. Cô không đọc từ này là school hay là school, mà cô đọc từ này là school. School có chữ l ở cuối ạ. L, school, được chưa ạ? Again nhá. Now, listen to my pronunciation and then correct yourself. He was sick, so he couldn't go to school yesterday. Được chưa ạ? He was sick, so he couldn't go to school yesterday. Anh ta bị ốm nên là anh ta không thể đi đến trường vào ngày hôm qua. Được chưa ạ? Ok chưa? Rồi, xong nhé. À, có một bạn hỏi cô là giữa shall với should khác nhau như thế nào? Shall thì bằng với will em ạ. Tuy nhiên thông thường shall ấy thì chỉ đi với gì thôi? Shall đi với I với we. Shall đi cùng I và we là chủ yếu. Được chưa? Còn should thì nghĩa của nó khác em ạ. Nghĩa của nó là nên. Nó bằng với từ ought to đấy. Sau nó cộng với lại verb còn nguyên thể. Được chưa? Đây nhá, các bạn ơi, có ai không phân biệt được hai cụm này thì các bạn nhìn vào đây nhá. Now, shall nghĩa là will, chứ không shall should nè. Shall nghĩa là will và shall thì thường chỉ đi cùng chủ ngữ I và we thôi. Còn should chúng ta nghĩa là nên, và nó nghĩa của nó là nên thì nó bằng với cụm từ ought to verb. Được chưa? Ok chưa ạ? Rồi nhá. Xong chưa Tân Nguyễn Minh ơi? Tân Nguyễn Minh em đã hiểu chưa? Rồi nha, now listen to me and I will read or repeat this word. He was sick, so he couldn't go to school yesterday. Với cái từ đầu tiên chúng ta đọc từ này là can, tuy nhiên trong câu chúng ta chỉ đọc là can thôi. Ví dụ tôi có thể làm được điều đó là I can do it, he can do it. Còn could thì bình thường lại u ngắn á, could. Chữ đờ nhá, could. Còn từ này là từ shall, nâng lưỡi lên ạ, shall. Từ này là will cũng nâng lưỡi lên ạ, nhớ là nó phải là nâng lưỡi cho mình win nhá, đọc là will, shall, will, ok. Còn từ này là should, ought to, and ought to. Được chưa? Tại sao không dùng the school khi chúng ta đi học mà chúng ta sử dụng là the school, có nghĩa là mục đích của chúng ta không phải là đi học. Go to the school, ví dụ như em đi học phụ huynh, mục đích không phải là chính của cái danh từ đấy nữa. Được chưa? Thì mình sử dụng nó là từ là go to the school. Ví dụ I go to the school to join the parents meeting chẳng hạn. Tôi đến trường học để tôi có thể họp phụ huynh cho con tôi, thì cái đấy mình gọi là go to the school. Còn bình thường đi học chỉ là go to school thôi em nhé. Rồi, đấy, thâu trần hiểu cho em ơi. Mình không dùng the school ở đây em nhá. Vậy là shall cũng dùng trong if một đúng không cô? Đúng rồi, em có thể sử dụng will hoặc shall đều được em nhé. Rồi, ok, xong nha nào. Vậy cô Hằng vừa nói xong thì thứ tư là chúng ta có quá khứ đơn. Đấy chưa? Đấy mới là ba thì commonly used thôi đúng không ạ? Three first commonly used tenses I have just mentioned to you: the present perfect and also the past simple. Cô Hoàng vừa nói này, ba thì chúng ta hay dùng: một là hiện tại đơn, sorry, một, xin lỗi, cô xin lỗi, một là hiện tại tiếp diễn, hai là hiện tại hoàn thành, và ba là quá khứ đơn. Bây giờ lên thì thứ tư này, thì thứ tư nhưng mà số là số thứ năm rồi, đó là thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một việc đang xảy ra tại một thời điểm nói, tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ các bạn ạ. Ok, so this one is quite nice because it is very clear for you. Đầu tiên các bạn nhớ cho cô Hằng ạ, từ đầu tiên các bạn ghi nhớ đó là quá khứ tiếp diễn, nó phải xảy ra tại đúng một thời điểm, mà a specific moment in the past. An action that happens in the specific moment in the past là một thì mà nó xảy ra tại đúng một thời điểm cụ thể trong quá khứ ạ. Nếu mà các bạn sử dụng thời điểm cụ thể trong quá khứ thì các bạn sẽ hiểu là nó phải đúng một thời điểm. Ví dụ này,
Đây, công thức trước đã nhá, không phải quên nhá. Công thức trước này, cô ơi ngoài lớp tiếng Anh mất gốc của con lớp tiếng Anh nâng cao không, cô có lớp cho các trình độ khác nhau em nhé. Các bạn nên test đầu vào trước khi lớp vào lớp của cô có bài test các bạn. Nào, tiếp tục ạ. Khi mà các bạn sử dụng phần này các bạn nhớ công thức của chúng nó sẽ là be, where, for, where này. Xong sau đó chúng ta sử dụng cụm từ đó là verb in. Very easy, right? Now, so this one, I'd like to take an example for you. I was doing my housework yesterday at 6. Vào 6 giờ ngày hôm qua tôi đang làm gì đấy? Các bạn có nhìn thấy cô đang sử dụng was doing không? Vì ở đây nó có một điều đó là at 6. Đây là một cái vấn đề thuộc về thời điểm xác định. Được chưa mọi người? I was doing my housework yesterday at 6. Vào 6 giờ ngày hôm qua tôi đang dọn nhà. Vậy câu này rất là dễ rồi đúng không ạ? Tuy nhiên trong tiếng Anh, đặc biệt là trong thì present continuous or past continuous này, chúng ta có một cái đặc điểm cực kỳ quan trọng cần phải nhớ, đó là một việc đang diễn ra. Một việc khác chen vào. Thì việc đang diễn ra chia ở đâu ạ? Việc đang diễn ra chia ở quá khứ tiếp diễn. Còn việc ngắn hơn chia quá khứ đơn. Được chưa mọi người? Đấy, đây là cái vấn đề mà cực kỳ quan trọng ạ. Không ai nhớ đâu ạ. Đây các bạn phải thật cẩn thận này. Và chúng ta thường nối với nhau bằng một từ là từ when. Được chưa? Thế còn trường hợp của while thông thường sẽ nối hai hành động dài bằng nhau. Đấy, được chưa? Vậy bây giờ tôi nói có hai ví dụ để các bạn thử làm giúp cô nhá, xem như thế nào nhá. Ví dụ đầu tiên này. Trong khi tôi đọc báo ạ. Trong khi tôi đọc báo thì anh trai tôi cắt cỏ ngoài sân. Đấy, đây là câu mà các bạn sẽ phải nối với nhau bằng từ when hay từ while là tùy các bạn. Rồi, trong khi tôi đọc báo thì anh trai tôi đang cắt cỏ ngoài sân ạ. Đó, được chưa ạ? Mời các bạn nào. Hài Hài mới hỏi cô như sau này. Dear Miss Hằng, a native speaker told me restaurant can be speak restaurant. Chính xác rồi đấy em ơi. Từ này không đọc là restaurant nhá. Đặc biệt là một số bạn mà đi ăn nhà hàng chẳng hạn. Và mình sử dụng là restaurant là người ta cười cho đó. Mình chỉ đọc là restaurant thôi. Đây là chính là phong cách đọc của Anh Mỹ American English. Now listen to me. This word, restaurant, đọc là restaurant nha. Không đọc restaurant nha. Restaurant, restaurant. Nó chỉ thực tế nó chỉ có hai âm thôi. Rất là rõ. Restaurant, restaurant. Restaurant, đừng đọc restaurant nhé bạn nhé. Rồi. Này, nào, tiếp tục nào, bạn báo lên trả lời như sau này. Câu của cô như sau, trong khi tôi đọc báo ạ, xin lỗi. Trong khi tôi đọc báo thì anh trai tôi cắt cỏ ngoài sân. Cô xin lỗi ạ, cái này là cô viết nhầm. Tôi chứ ạ, phải có chữ tôi. Vì đây là có hành động mà. Rồi, trong khi tôi đọc báo thì anh trai tôi cắt cỏ ngoài sân. Rồi đây cô comment lại cho các bạn nhá. Trong khi tôi đọc báo thì anh trai tôi cắt cỏ ngoài sân ạ. Các bạn sẽ làm như thế nào ạ? Rồi rất nhiều người comment này. Ví dụ. Rồi nào, một nhá. Ví dụ bạn Quỳnh Trâm nói như sau. When I was reading newspaper, my brother cut grass in the yard. Vậy câu hỏi các bạn, đây là hai hành động bằng nhau hay là một việc đang diễn ra một cách chen vào ạ? Làm thế nào để các bạn biết là nó dài hơn rồi nó chen vào, các bạn xem độ dài của nó nhé. Đọc báo thì trong bao lâu và cắt cỏ ngoài sân thì trong bao lâu ạ? Vậy các bạn phải xem đây là hành động nối với nhau theo kiểu là một việc dài hơn với cách chen vào hay là một việc đã xảy ra, hai việc đã xảy ra song song với nhau. Đấy. Đấy nào, vậy bây giờ như câu này của Quỳnh Trâm là làm hơi sai nhá. Hoàng Trần đúng rồi em ơi, báo Lê very good, Linh Nhi. Gần được, Linh Nhi bị sai động từ thứ hai. Linh Duy này. Rồi, tạm được. Hà Phương. Đúng rồi em ơi, Hữu Đông. Sai rồi, Hữu Đông sai rồi. Quỳnh Trang, cô ơi hơi ngoài lề một chút, cô đọc cho em từ sale được không? Đây tí cô đọc cho nhá. Này. Nào Hương Hương, when I was reading my newspaper. Ok rồi, được rồi đấy ạ. Hải Hải, when I was reading, oh, when I read it, sai rồi. Linh ơi sai rồi, Linh ô ô sai rồi nhá. Thảo Thu, when I'm reading, sai. Thảo ơi, mình đang dùng quá khứ mà em. Có hiện tại đây. When I was reading the newspaper, ok, my bro was cutting grass outside. Cũng được, cutting grass outside được. Ok, rồi.
Rồi, rất nhiều. Hai việc song song đúng không ạ? Ok, rất tốt ạ. Vậy bây giờ cô sẽ nói như sau. Đầu tiên từ này không đọc là sale mà từ đầu là sale. Âm này ạ. À, ai mà vừa hỏi cô phần này thì cô nói lại nhé. Âm này là âm sale. Đã. Âm A đã nào. A, thêm chữ L. A, sale, sale. Được chưa ạ? Ví dụ như là sale off. Được chưa ạ? Sale off là khuyến mại á. Được chưa ạ? Còn salesperson là người bán hàng. Đấy, hôm nào mà nói về cái chủ đề nói về pronunciation thì I will spend more time on it. But now we're going to focus on the grammar. Hôm nay thì bây giờ chúng ta chỉ học về grammar thôi nhé. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ có hai hành động song song xảy ra. Song song xảy ra và chúng ta sẽ dùng từ while. Vậy while I was reading newspaper. Cutting thì cũng được, được chưa? My brother was cutting cũng được. The lawn outside. Ở đây cụm từ the lawn mang nghĩa là gì ạ? Bãi cỏ. Cắt cỏ nhưng mà không phải là cutting the grass. Grass cũng được, nhưng lawn này cũng muốn là tỉa bãi cỏ ạ. Được chưa? While I was reading newspaper, my brother was cutting the lawn outside. Đây là một từ vựng nha các bạn. Được chưa? The lawn. Được chưa? Ok chưa? Rồi cutting grass cũng được, nhưng từ grass là cây cỏ thôi. Còn đây từ lawn mang nghĩa là bãi cỏ. Ví dụ ngoài sân mình và nhà mình giàu thì có sẽ có bãi cỏ to đấy, kiểu như thế đúng không ạ? Cùng đọc với cô nhé, nào, listen to me. While I was reading newspaper, my brother was cutting the lawn outside. My brother was cutting the lawn outside. Được chưa ạ? Ok. While I was reading newspaper, my brother was cutting the lawn outside. Nha. Các bạn có cần cô đọc lại từ này không ạ? Lawn, lawn, lawn. Tức là không phải là lawn, mà đọc là lawn. Tức miệng mình hơi tròn lại một tí. Lawn, lawn, outside. Được chưa ạ? Xong nhá. Nào thì tiếp theo cô muốn nói đến là thì số 6 ạ. Thì này được gọi là thì tương lai đơn. Với từ will là từ rất hay gặp, đúng không ạ? Các bạn biết rồi, sau will phải là verb nguyên thể infinitive. Được chưa mọi người? Nào, trong phần này các bạn sử dụng cụm từ này cho cô nhé. Tương lai đơn là một thì được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh khi chúng ta nói về dự định, phỏng đoán. Khi nói về dự định phỏng đoán thì cũng được. Tại sao lại như thế? Dự định là trong tương lai là việc sẽ xảy ra ấy. Chứ các bạn không hiểu là dự định theo kiểu có kế hoạch đâu. Đấy chưa? Dự định này, phỏng đoán này, hứa này. Đấy, một số câu như thế. Và việc quyết định ngay lúc nói. À, xảy ra phỏng đoán hứa về quyết định ngay lúc đó. Đây là những cái mà các bạn thấy cơ bản nhất trong 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 phần tương lai đơn. Được chưa? Đây. Ok chưa? Rồi nhá, vậy với tương lai đơn các bạn nhớ cho cô Hằng này, khi sử dụng cái này các bạn cũng chớ có chúng ta, bởi vì là đơn thì chúng ta thường sẽ có hai loại động từ. Nếu mà dùng will verb lại thì sẽ là will verb luôn. Còn nếu will be sau đó cũng phải là be nguyên thể, được chưa? Cộng với lại tính từ hoặc danh từ ạ. Đấy chưa mọi người? Vậy bây giờ chúng ta lấy một ví dụ với cô nhá. Nào. Ôi, phòng mày bẩn quá. Ồ, tôi sẽ đi dọn ngay. Các bạn làm như nào? Nào, có hai câu. Ôi, phòng mày bẩn quá. Ồ, tôi sẽ đi dọn ngay. Nào, câu này nói như nào? Đấy, bình thường bạn bè mình đến chơi mình thấy ôi bỏ phòng phòng mày bẩn như chuồng lợn thế này đúng không, thế nên mình là ô không sao đâu, tao đi dọn ngay. À, thử cho cô câu này xem nào. Cô ơi lưu lại live nha cô. Cô có, và các bạn nhớ share lại phần video này nha, vì cô sẽ lưu lại ạ. Now come on, now phòng mày bẩn quá. Ô, tôi sẽ đi dọn ngay ạ. Mời các bạn hãy comment giúp cô phần này xem các bạn có thể dịch được không. Now can you please help me translating it. Cô ơi, cho em hỏi ngoài lề một tí ạ. Nếu em học IELTS thì nên học những phần ngữ pháp nào? IELTS thông thường là sẽ có rất nhiều phần ngữ pháp, đặc biệt là ngữ pháp nâng cao. Các loại câu như kiểu là câu đảo ngữ này, các cấu trúc về mệnh đề thời gian này, rồi mệnh đề tính từ này, mệnh đề tính ngữ đấy, mệnh đề sở hữu, có hết. Đấy, em học những cái đấy nhiều lắm. Now, vậy câu này sẽ làm như thế nào đấy ạ? Oh, your room is so dirty, I will clean it right now. Hiểu đồng này, ôi, your room is so dirty, oh, I will go clean now. Rồi các bạn rất là funny đúng không ạ? Your room is too dirty. Oh, I clean it right now. Ok, rất tốt Hà Phương. Oh, your room is really dirty. Đúng rồi, bẩn quá các bạn biết ngay đúng không ạ? Là từ dirty. I will clean it right away. Very good. Rất tốt ạ. Very nice. Về từ vựng các bạn dùng rất là hay đúng không ạ? Cô Hằng thấy là đặc biệt là những bạn nào hay xem livestream của cô ấy, nhiều người hay comment liên tục ấy, là cô nhận ra là các bạn
phần từ vựng các bạn nâng cao rất nhiều, và đặc biệt là các bạn còn áp dụng được những từ cô dạy luôn, đúng không ạ? Ok, very nice. So this one is very easy. Oh, oops. Cái từ oops nó nghĩa là ôi ghê quá. Oops. Như kiểu chúng ta chuẩn bị nói cái gì rất là negative. Đấy đúng không ạ? Your room is so dirty. Your room is so dirty. Nào, cụm từ này tại sao cô lại đọc là dirty các bạn có biết không? Bởi vì cô đang sử dụng Anh Mỹ American English. Anh Mỹ thì sử dụng chỉ âm T, âm T giữa hai âm nguyên âm ạ. Dirty thì đọc thành dirty, dirty. Chữ D, được chưa ạ? T kẹp thành D, được chưa ạ? Oh, I will clean it right away. Hoặc right now. Hoặc immediately. Đây là những từ các bạn có thể học luôn, ngay lập tức, được chưa ạ? Oops, your room is so dirty. Oh, I will clean it right away, right now, or immediately. Ba từ này đều mang nghĩa là ngay bây giờ đây. Được chưa? Oops, your room is so dirty. Oh, I will clean it right away. I will clean it right now, or I will clean it immediately. À, ba từ đấy ạ, sẽ sử dụng được cái từ này mang nghĩa là ngay, ngay bây giờ. Ok, được chưa mọi người? Tidy it cũng được, các bạn sử dụng từ clean cũng được, tidy cũng được, không có vấn đề gì cả. Được rồi, nào bây giờ có một bạn hỏi cô là phần phát âm cái này được không? Từ này thì đơn giản thôi ạ, từ này đọc là aisle. Aisle, đấy. Cái này cô comment này, này nó hơi bị, đấy. Aisle, từ này sẽ đọc như sau này. Ai chưa biết từ này thì con thì nốt lại với cô nhé. Cái từ l ấy, cái từ phẩy l này này, rất nhiều người đọc là l. Ví dụ they l là sai. Đây nhá, they l là sai này. Hoặc ít l là sai, ai đọc như vậy là sai nhá, bởi vì lý do chữ l này chúng ta đọc là ờ các bạn ạ. Cô xin phép ghi bằng tiếng Việt ở đây cho các bạn dễ nhìn. Ờ, hơi nhẹ nhàng thôi nhá, đọc là ờ thôi các bạn ơi. Nào ờ ờ ờ, nào các bạn ơi, nào read after me please. Look at my tongue first. Ờ này, hạ giọng một tí. Ờ và thêm chữ l. Ờ. Từ đầu tiên đọc là I'll, nhanh hơn là I'll. Ví dụ nhá, tôi đi ra ngoài đây. I'll go out. Được chưa? Tiếp tục they ạ, thì các bạn sẽ là they'll, đúng không ạ? They'll do it. Ví dụ như thế, they'll do it. Chúng nó sẽ làm thôi. Được chưa? They'll do it. Nào cùng cô nhá, bắt đầu này. I'll go out. They'll do it. They'll chứ không phải they'll nhá. Đừng nghe đọc là they'll. They'll do it. Được chưa? Tiếp tục it thì chúng ta sử dụng từ này là it'll vì lý do của đối âm ạ. It'll be done, đúng không ạ? Cái việc đấy sẽ được hoàn thiện thôi mà. It'll be done. Đấy ạ, được chưa? It'll be done. Ok chưa? Nào, vào câu như cô đọc lại các bạn nhé. I'll go out, they'll do it, and it'll be done. Được chưa? Rồi, một đoạn hỏi cô là I've thì dễ thôi. I've done it before. Là tôi từng làm rồi. Tôi từng làm nó rồi. Đấy chưa? I've done it before. Nghĩa là gì ạ? Tôi từng làm chuyện này rồi đấy. Kiểu như thế đúng không ạ? Tôi từng làm chuyện này rồi là I've done it before. Và done nó chỉ là một chữ vừa nhẹ thôi các bạn ạ. I've done it before. I've done it before. Đấy chưa? Ok chưa? Rồi nhá. Xong. Rồi, xong. Nào, bây giờ đến thì cuối cùng là thì số 6 đây. Tại sao lại là thì này? Thì này sẽ là thì gì đây? Nào, trước khi nha các bạn ta sử dụng như này ạ. Nếu như các bạn mà nói muốn phân biệt giữa hai thì, đó là thì hiện tại thì tương lai đơn và tương lai gần, thì bây giờ cô phân biệt một chút nhé. Giữa hai cái thì này trước khi đến thì số 6 thì cô nói này, tương lai đơn và tương lai gần. Tương lai đơn và tương lai gần. Đây, thông thường tương lai đơn thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Nó có công thức, cái này cô phải chia làm đôi. Nào, đầu tiên là will verb, đây là tương lai đơn, very easy rồi đúng không ạ? Nhưng tương lai gần thì chúng ta có sử dụng là be going to verb hoặc be verb in. Be going to verb hoặc be verb in. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào với hai trường hợp này? Cô nói qua các bạn nhé. Will verb thì thông thường nó sẽ không chắc chắn này.
quyết định ngay lúc nói đúng không ạ? Và khi mà các bạn sử dụng will verb, các bạn sẽ thấy là nó hơi có cái gì đấy, nó có hơi hướng gọi là có cái điểm gì đấy mà mình cảm thấy là nó chỉ là quyết định hời hợt thôi. Được chưa ạ? Quyết định khá hời hợt thôi. Ok chưa ạ? Rồi, nhưng trong tiếng Anh ấy, thì cái vấn đề của nó là các bạn sử dụng cái phần này các bạn phải cẩn thận, vì chúng ta thường nói những cái gì mà theo cảm tính. Đấy chứ ạ? Ví dụ quyết định ngay lúc nói chúng ta sử dụng luôn là I'll do it. I'll do it now. I'll do it right away. Đấy chứ ạ? Còn nếu các bạn không chắc chắn bạn quyết định ngay lúc nói thì bạn sử dụng will luôn, không có nói nhiều, đặc biệt là trong câu phỏng đoán. Ví dụ nhìn một cô chẳng hạn đúng không ạ, đi xin việc nhưng mà nhìn có vẻ lơ ngơ, ở đây tôi ví dụ như thế, nhìn các bạn lơ ngơ thì nó oh she won't pass. She will not pass. She will not pass. Đấy chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi nha. Ok chưa ạ? Rồi nhá. Nào, tuy nhiên. Nào, phỏng đoán xong nhá. Quyết định ngay lúc nói, không có kế hoạch trước. Đấy, cái này là cô nói trước thôi. Còn be going trước các bạn nhớ rồi, nó sẽ có kế hoạch. Rõ ràng. Be verb in đúng không ạ? Và be going to nó giống nhau ạ. Thường là tương lai gần. Lý do nó rất là ngắn. Ví dụ này, tonight, tomorrow, this week, hoặc this weekend. Thông thường sẽ là như thế, tương lai gần. Và thường sẽ liên quan đến lịch trình. Lịch trình này, sự kiện. Ok chưa? Lịch trình sự kiện. Ví dụ là lịch trình như là the wedding, sự kiện như là một số event như kiểu là cuộc họp này, được chưa? Hoặc kỳ thi này, đấy, lịch trình và sự kiện. Và thông thường ấy, khi các bạn nói cái này là nó kế hoạch rõ ràng rồi và có thể chắc chắn xảy ra hơn. Chắc chắn xảy ra. Đấy ạ, được chưa mọi người? Vậy các bạn có thể cẩn thận khi sử dụng hai kỳ này nhá, đặc biệt là đừng để nó lẫn nhầm với nhau nhá. Nếu mà mình muốn sử dụng một điều gì đấy mà với cái việc là vừa vừa thôi thì các bạn có thể sử dụng will verb. Còn nếu mà có kế hoạch rõ ràng các bạn sử dụng luôn, cho dù be going to hoặc be verb in, hai cái này giống nhau nhá, bởi vì lý do là be verb in ạ cũng thể hiện một điều xảy ra trong tương lai các bạn nhá, đặc biệt là tương lai gần. Đặc biệt chúng ta hay có câu là tối nay em có làm gì không, tối nay em có làm gì không, các bạn nói như thế nào ạ? Nào, tối nay em có làm gì không, câu này là câu các bạn nam hay đi thả thính đấy. Ok, rồi. Nào, em hỏi là còn thì hiện tại mang nghĩa tương lai thì sao? Không có, hiện tại mang nghĩa tương lai mà chỉ có gì thôi. Hiện tại tiếp diễn diễn tả tương lai cho em nhá. Đây này, em Lê Thắm vừa hỏi cô này. Đấy, không phải là con Lê Thắm, à Trương Tuệ Nhi vừa hỏi cô này. Đây là hiện tại tiếp diễn diễn tả tương lai gần. Đó, và chức năng của nó khá giống cái từ trên. Nhớ nhá em ơi. Ok chưa? Nào tối nay em có làm gì không? Các bạn comment giúp cô nào. What will you do tonight? Câu này không đúng ạ. Tối nay em có làm gì không? Thông thường là mình hỏi về kế hoạch ý. Kế hoạch tối nay anh có làm gì không? Để anh mời đi chơi, mời đi ăn, mời đi xem phim chẳng hạn. Đúng không? Do you do anything tonight? Chúng ta không dùng từ này nha Mai Nguyễn. Rồi, Hannah, what will you do tonight? Không đúng rồi. Tracy Phạm, what are you going to do tonight? Được, câu này được. Tonight, are you going to do something? Cũng được đấy, Hữu Đông nói câu này cũng được. What are you doing tonight? Ok, what are you doing tonight? Rất tốt ạ. I don't think it will be cold. Ok, what are you doing tonight? Rồi, Trương Tuệ Nhi đúng rồi đấy ạ. Vậy câu này đơn giản thôi là what are you doing tonight? Hoặc các bạn không muốn sử dụng doing, các bạn có sử dụng là what are you going to do? Đấy. Going to do tonight. Rồi, ok. Vậy chúng ta vừa mới thấy là cô vừa nói với các bạn một tầm 6 thì các bạn hay sử dụng trong tiếng Anh nhé. Cô tổng hợp lại một chút này, 6 thì sẽ là thì gì? Một, hiện tại tiếp diễn. Hai, 6 thì nào? Hiện tại tiếp diễn này, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, tương lai đơn và tương lai gần. Đấy, thông thường sẽ là những cái thì đấy. Vì lý do là khi mà chúng ta làm, chúng ta sẽ không làm cả 12 thì đâu. Nó rất là lằng nhằng và cái nghĩa của nó không thay đổi nhiều. Nhưng khi các bạn sử dụng 6 thì đấy thì chúng ta có thể sử dụng nhuần nhuyễn hơn. Thấy chưa ạ? Ok, rồi cô có thể dạy cách phát âm y ngắn với y dài không? Đây cô cũng đang muốn là chắc là buổi ngày mai hoặc là buổi hôm nào đấy gần nhất cô sẽ livestream về cái phần này liên quan đến phần phát âm. Được chưa? Ok chưa? Rồi ạ, à, vậy hôm nay thì cô Hằng sẽ phải chia tay các bạn ở đây thôi. So today I have to say goodbye here. And if you have any questions, please don't hesitate to ask questions and leave comment below, or you can send personal messages for me. Hôm nay thì cô Hằng có livestream về phần các thì trong tiếng Anh này. Và nếu các bạn mà có vấn đề gì hoặc có câu hỏi gì, các bạn có thể hoàn toàn hỏi cô qua inbox này được chưa? Đặc biệt là bạn nào mà cần những cái tài liệu phát âm, các phần IPA, các thứ, thì các bạn có thể inbox được cô gửi cho các bạn nhé.
Thì những phần này cô đã làm rồi và rất nhiều những phần trước cô đã gửi rồi. Còn ai chưa nhận được thì các bạn có thể send in inbox cho mình, đúng không ạ? Personal messages cho mình. Và sau đây thì cô Hoàng sẽ phải nói say goodbye if you have any question. Nếu các bạn cần tư vấn gì này về khóa học hoặc là về cái lộ trình học miễn phí cái gì các bạn có thể hỏi mình nhé. Okay, so it's time to say goodbye and I hope that I can see you guys in the next video. Bye bye. Chắc chắn là trong phần tiếp theo cô sẽ nói về phần pronunciation. Rất nhiều người hỏi về pronunciation và cách phát âm làm thế nào cho nuột, thấy chưa? Ví dụ một số bạn bảo là cô phần phát âm của cô khá là hay thì cô muốn chia sẻ cái cách mà mình nói như thế nào để các bạn có thể imitate and practice được, thấy chưa? Okay, bye bye, see you.